Thành được đúng không? Rồi thầy hết rồi. Thì em chia sẻ chút xí. Đầu tiên là Modbus á. Này, Modbus là một chuẩn giao thức mảng thời không nghiệp á. Nó được phát hành và phát triển bởi Modicon vào năm 1979. Nó đầu tiên là nó Rồi. thực chính thức của Schneider Electric á. Schneider anh biết đúng không? Biết 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 Thì luôn. cái thằng này Modbus này nó hay ở chỗ là nó là một cái mảng truyền thông mà rất là phổ biến. Có nghĩa là hiện tại bây giờ là tất cả các dòng mà biến tần hay là các dòng đồng hồ nhiệt hay là một của các hãng trên thế giới thì người ta đều tích hợp Modbus vô. Bởi vì là Modbus khi mà tích hợp Modbus vô thì nó không phải mất cái tiền mà đóng phí có cái tổ chức là modbus.org này này. Còn nếu như mà các hãng khác ví dụ như nó có tích hợp Profibus hay Profinet hay là gì đó thì nó phải bắt buộc nó phải đóng cái tiền gọi là tiền phí bản quyền á. À, cho các hãng mà đã phát hành ra nó. Còn riêng cái thằng Modbus này này là nó cho chúng ta xài miễn phí nên là trong thực tế anh nhìn thấy là hầu hết tất cả các biến tần đều hỗ trợ Modbus đúng không? Đúng đúng. Còn lại là nếu như mà chúng ta mà muốn mua, còn lại các hãng khác mà cũng có thể hỗ trợ các hãng khác nhưng mà hầu như chúng ta phải mua thêm module vô. Đúng Còn đúng. Modbus thì cơ bản là hầu hết các hãng khác là biến tần hay đồng hồ nhiệt hay là cảm biến lưu lượng hay là bất cứ cái thứ gì á, là đều có tích hợp Modbus bởi vì là cái tính năng đầu tiên của nó là nó được cái tổ chức là Modbus.org này phát triển nhưng mà nó lại không tính phí. Còn các mạng truyền thông khác á, là nó tính phí nên là hầu hết các thiết bị là đều được tích dục vào về về phần Modbus. Thì Modbus thì nó chia thành 3 loại chính á. Cái loại mà chúng ta hay sử dụng nhiều nhất là cái thằng là Modbus RTU và Modbus TCB. Còn cái loại là Modbus ACI này là cái Modbus này là cái mod mod đời cũ này, này. Thì công nghệ mới bây giờ người ta ít sử dụng Modbus ASCI lắm, còn chủ yếu là người ta sử dụng là Modbus RTU và Modbus TCB/IP thôi. Nguyên cái phần này mới có đọc học trên cái phần mềm online của Nguyên Nguyên À vậy hả? Vậy à, thôi để mới em nói sơ có tham qua gia khoa học cái phần này ha, rồi em nói nói sơ lượt qua có chỗ phần đó mấy cái đó mới có đọc còn nghe Nguyên nói này. Rồi thôi bây rồi. nói sơ qua đây này. Nếu như mà về cái phần mà Modbus á, nếu như mà nó có dạng mà truyền thông mà mình hay dùng là RS-485 á, thế thì nó sẽ truyền thông được là tối đa 32 thiết bị. Ví dụ như anh có 32 con biến tần thì một con BLC của anh mà kết nối theo dạng là RS-485 á, thì nó sẽ kết nối được 32 thiết bị. Còn RS-422 á, thì nó sẽ kết nối được 10 thiết bị và RS-232 thì nó chỉ kết nối được một thiết bị thôi. Thế thì bây giờ ví dụ như anh có một con BLC đúng không? Nhưng mà anh có nhiều hơn 32 con biến tần thì hoặc là 12 nhiều hơn 32 con đồng hồ nhiệt thì anh làm như nào? Thì vậy vậy thì mình phải thêm thêm một con kết nối rồi bộ tám nữa được không? Đúng rồi, mình sẽ nếu như trường hợp mà mình có nhiều hơn số lượng 32 con thì mình sẽ thêm là một module nữa hoặc Đúng là một. nhiều nhiều hơn nữa thì mình càng thêm nhiều hơn nữa. Nhưng mà về nguyên tắc ở trong Siemens á, BLC S7002 mình truyền thông 32 con thì tốc độ nó chậm lắm, anh hiểu không? Tốc độ nó rất là chậm nên thông thường mình chỉ truyền khoảng tầm mười mấy con cho một module thôi. Mình mà mình sử dụng 32 con là truyền rất là chậm. Tại vì tốc độ bao của nó có 9600 mà nó truyền nó chậm hơn rất là nhiều so với analog nha. Analog là anh phải truyền trực tiếp, còn lại là truyền trực tiếp luôn, analog á. Nên là thông thường là nhiều người người ta hay sử dụng analog vậy á, cũng có rất nhiều người sử dụng analog bởi vì analog nó truyền rất nhanh. Còn lại là Modbus thì khi mà chúng ta càng nhiều slave á, càng nhiều slave ID á là nó sẽ càng chậm. Thế thì về nguyên tắc của thằng Modbus nó có hai cái cấu hình để đấu nối, đó là nó sẽ có hai cái cấu hình đấu nối dây, là một là daily chain. Daily chain là đấu nối cứ đầu thằng này nối tiếp qua thằng kia. Một cái cấu hình nữa là đấu hình trớt lai, thì cái thằng là daily chain này nó có một cái nhược điểm á, là ví dụ như nó chỉ cần đứt cái đoạn dây đây này là toàn bộ Mấy phía kia sau nó đứt hết. mất Còn cái thằng trớt lai ví dụ đứt ở đoạn này thì các con khác nó vẫn hoạt động bình thường. Thì thông thường người ta hay sử dụng thằng trớt lai á, drop lai đó, trớt lai drop lai là cái hình mà giống như mà mình đấu điện, giống như đấu điện ở nhà á. Ví dụ đây anh nhìn thấy là có hai sợi đúng không, sợi dương và sợi đâu âm á, nó nó cứ đấu song song vậy á. Đó, không thì thông thường cái thằng là trớt lai thì nó sẽ đấu được tốt hơn ha. Thế thì sống. cái thằng CB á, thì thằng CB 1241 anh đang có đúng không? Đúng đúng. Thì để câu dây cho nó thì đầu tiên chúng ta sẽ câu TA với TRA này Rồi. là chân chân âm á, Trên âm. chân Trên âm. TB và chân RB là chân dương. Thế thì Rồi rồi. mình để làm được cái con đồng hồ nhiệt hay là bất kỳ cái con nào á
Thì đầu tiên ví dụ như mình đầu tiên mình có cái sơ đồ, mình có cái data log của nó đúng không, manual của nó đúng không? Thế thì Có. việc đầu tiên mình làm được có phải là mình phải đấu dây đúng không anh? Đúng Đấu đúng. dây thì mình mà tại vì bây giờ mình làm mình cũng có thời gian đọc hết toàn bộ việc cái trang cái tài liệu này, những 222 trang này đúng không? Mình không thể nào mà Rồi. mình đọc hết nó, thì đầu tiên mình cứ lúc mà mình làm á, là mình cứ liên tưởng việc đầu tiên của tôi là tôi phải đấu dây. Thế thì cái con CV modbus 1241 của tôi là tôi biết à, chân TA và chân RA là chân chân âm rồi, TB và chân Âm. RB là chân dương rồi đúng không? Rồi, Thế thì đúng. mình gặp một cái con tài liệu của các hãng khác như biến tần hay là đồng hồ nhiệt hay là đồng hồ lưu lượng á, thì đầu việc đầu tiên mình phải đấu nối dây, thì mình gõ lên đây, mình click lên đây, mình gõ là RS485. À mình gõ tắt đây. Thì nó sẽ lập tức nó sẽ ra cho mình các sơ đồ về RS485 ở đây này. Thì Đúng đúng. mình nhìn ở đây mình thấy nha, đầu tiên em gõ RS485 đúng không? RS8485. Nếu như mà ở đây thì nó có mã này, nếu như cái con đồng hồ của anh là E5CC hoặc là E5EC hoặc là E5AC á. Thế thì cái module mà RS485 của con đồng hồ nhiệt này nó sẽ đấu vô chân 14. Chân 13 14 và 14. à, 13 có nghĩa là 13 là chân 13 là dương, dương. 14 là chân Đúng. âm. Thì bây giờ chúng ta Đúng. lấy việc chỉ là lấy cái thằng TB và TRB á, chúng ta đấu vô gì ạ? Chân 13 đúng không? 13. Và Đúng chân đúng. TA và chân RA thì chúng ta đấu vô chân 14 đúng không? Đúng đúng. Đó, còn nếu như mà cái con đồng hồ nhiệt của anh mà cái dạng là E5DC thì là chân 3 và chân 4 đúng không? Còn Đúng đúng. E5GC là chân 8 và chân 7 và đấy thì đấy là việc đầu tiên mình chỉ cần gọi lên đây RS485 cái là mình biết đấu nối dây rồi. Đúng 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 đúng. ạ? Rồi. Đúng. Đây là ví dụ đây là cái con CB1241 này, còn nếu như mà Đúng. trong thực tế mà chúng ta sử dụng cái thằng là Đúng. module á, module truyền thông thì cái thằng Đúng. này đắt hơn. Thằng CM1241 Đúng. thì khoảng tầm triệu 3 tới triệu rưỡi thôi, còn cái thằng module này nè, module này thì khoảng tầm triệu 9 cho tới 2 triệu á, triệu 8, triệu 9 đến 2 Có triệu á. Nhưng mà cái thằng module này này làm thì nó rất là mất tiền, bởi vì anh nhìn vào đây thì nó có một cái đầu phải jack như thế chắc. này đúng không? Mình phải làm mình phải Đúng mua đúng. thêm một đầu jack này nữa. Mình phải mua thêm một Đúng cái đầu đúng. jack này để mình hàn chân vô nữa. Thế Đúng đúng, thì trên 3 thì ở đây nếu như mà chúng ta mà sử dụng cái thằng là CM1241 thì chúng ta sử dụng chân 3. Chân 3 là sẽ đấu vô như cái con này trên thì chân 3 thì mình sẽ đấu vô chân chân 10 10 13. 13 đúng không? Còn Dạ đúng. chân chân 8 á 8 vô thì trên mình sẽ 14. đấu chân vô chân 14 đúng không? Dạ đúng là đúng. Ở đây thì đấy thì đấy là sơ qua cái phần về modbus thôi. Modbus này nó còn có một hai một một cái sơ đồ nữa là sơ đồ mà loại mà đấu 2 giây mà loại đấu 4 giây được kìa. Thì thôi cái này phần này mình bỏ qua ha. Thì rồi cơ bản nó vậy ha. Rồi đây này, anh nhìn vô đây anh thấy là nếu như mà cái hình mà khi nãy như em nói là đấu theo kiểu là trớt line này, thì cái hình này này, trớt line là đấu theo hình này này. Đó, một cái sợi dây này này. Nếu mà cái sợi dây chuẩn của nó, cái sợi dây chuẩn của cái thằng là RS455 á là cái sợi dây màu tím này nhá. Nó cùng 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 màu với dây Rohypers luôn á. Đó, nó đấu Lụa như thế lụa này, màu y đấu chang luôn. đấu trớt line ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua sơ qua cái con đồng hồ nhiệt này ha. Đồng hồ nhiệt này thì em lượt quê ra đây này. Đây này, đây 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 là một cái hình mà nó minh họa cho chúng ta thấy là nếu như anh có một con BLC này, hình như là con BLC này của Omron thì phải. Nếu như chúng ta có một con BLC này này. Đúng không? À con đồng hồ nhiệt này của Omron luôn đúng không? Đúng đúng À đúng. đó thì Đồng hồ nào đồng hồ đoán. nó nói với mình là nếu nó đây lấy một cái ví dụ, nếu như mà ở đây nó có ba cái slay ID này, slay số 1 này, slay số 2 và slay số 3. Ba cái slay ID mà hiện tại bây giờ đây là nó sử dụng một con BLC, thì anh nhìn thấy nó đấu như thế này. Đây là mô hình của nó nha, nó đấu như thế này thì anh nhìn thấy là nó đang đấu theo mô hình gì? Daily Chain hay chất lai? Chết chết lại. À nó đang đấu đấu nữa, nó đấy đấu theo Daily Chain chứ. Nó Đúng đấu đấu rồi. đang đấu theo cái sơ đồ này chứ. Này. Đúng, ở phía trên á, đúng À, rồi, à đúng rồi, Daily Chain đúng, á, còn đúng. chất lai thì đấu bên dưới ha. Thế thì nó đang cái hình đây là cái hình nó minh minh họa thôi, còn thực chất là mốt bớt nó có quyền đấu theo mô hình là trớt line drop line rồi nhá. Còn đó thì đây là cái hình của nó, nếu như mà nhiều có nhiều con thì với một cái con BLC Omron thì nó đang đấu như thế này, thì đây là một mô hình ví dụ của nó thôi. Thế thì về cái phần mốt bớt nó có hai việc quan trọng á. Việc đầu tiên là chúng ta đấu đối dây thì khi nãy anh biết rồi đúng không, đấu vô chân 13 và chân 14 của nó anh biết rồi đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi. Đây, nó đấu vô cái hình là chân 13 và chân 14 của cái con này đối với TA và TRA và TB, TRB của anh này đúng không? Cái thứ Đúng hai rồi, nữa đúng rồi. là chúng ta phải cài các thông số truyền thông cho nó phải y chang. Thế thì các thông Đúng. số truyền thông ở đây á, thì về mốt mớt nó chỉ có cài các thông số thứ nhất là gì ạ? Là ví dụ như con này thì nó còn có chọn thêm một cái chế độ là chọn mốt mớt hay không nữa này. Ví dụ như con biến tần mà anh hay làm, anh thấy rằng là ví dụ như người ta thường có lệnh chạy đúng không? Chạy bằng bàn phím, chạy bằng Đúng. terminal input hoặc là chọn chạy bằng mốt mớt đúng không? Đúng đúng. Thế thì chúng ta phải chọn mốt cho nó, kiểu chúng ta phải chọn mốt đúng không ạ? Đúng đúng. Thì cái con đồng hồ Nhật này cũng vậy, thì đầu tiên chúng ta phải vô cái cấu hình là BE BSL. BESL á, thì chúng ta phải chọn MOD á, là mốt bớt Mod đúng mod không? bớt đúng rồi, Rồi đúng. nữa cái thứ hai là UNO là Địa Communication chỉ. Unit á, thì ở À, đây địa xíu nữa chỉ. anh cài luôn nha. Xíu nữa anh Bên cài ở đây 522. là BSE này, em ghi luôn nha, BSL ha. Là mốt bớt ha. Được chưa? Rồi nữa là Slay ID là Communication Unit đúng không? Đúng đúng đúng. Là UNG. UNG mình đang xây, mình đang cài là bằng hai á. Anh đã cài bằng hai rồi, ok. Thì Đúng xí nữa rồi. trong con BRC chúng ta cũng phải cài bằng hai nhá. Đúng Rồi nữa đúng ở đây đúng. là Power Đâu rồi, 9.6. Ray. Anh đăng ký cài 9600. 9600 thì ở đây mình chỉ cần chọn 9.6 là nó hiểu là 9600 đúng không? Đúng đúng đúng. Tại vì tốc độ nó đã đến kilobit mà. Đúng đúng, đã kilobit cho nên là ghi 9.6. Nên là chúng ta chỉ cần chọn 9.6 thôi đúng không? Rồi đây Đúng anh đúng. đang chọn data lane bao nhiêu? Data Lens hiện tại bây giờ mình đang cài cho nó là 7, thì đọc á, thì phần đọc á là 7, 7 mình đầu mình cần đọc 7 7 cái. Xíu nữa anh cài cho nó 8 bit đi ha. Xíu nữa anh đổi lại anh cài cho nó 8 bit đi. Thông thường thì chúng ta hay để cho nó 8 bit. Rồi Rồi, rồi. stop bit thì anh đang để bằng bao nhiêu? Stop bit đang để 1. Stop bit đang để 1 đúng không? Là stop bit bằng Đúng 1 đúng đúng. không ạ? Rồi Đúng parity. đúng. Parity đang bằng 0. Parity đang bằng 0 hả? Là không có bit chẵn Không lẻ đúng không. không? Là Không bằng không chọn đi bằng không biết năm trả đúng không? lại. Năm đúng Đúng không? đúng, bằng 5, bằng Rồi 5. còn cái thằng wait time, wait time là cái thằng chờ thôi, wait time À. thì không cần được, wait time thì chắc là để mặc định nhé. Mặc định của nó là 20.000 mili giây phải không? 20 mili giây hả? Đây 20 mili giây chứ. Còn không anh tăng lên cũng được, cái thực ra cái thằng wait time này là cái thằng đợi thôi, đợi trong trường hợp trong thực tế, trong cái thực tế nếu như mà ví dụ như mà mình làm rất nhiều công đoạn á, ví dụ như ngày xưa em làm rất nhiều công đoạn á mà trường hợp mà cái con này bị lỗi á, loại phải loại ra, ví dụ như theo mô hình này này, ngày xưa ví dụ Đó. em làm theo cái mô hình, tại vì mốt bớt nó có một cái nhược điểm là nó đọc và ghi nối tiếp nhau, không thể đọc song song được. À cái Rồi mốt đọc bớt con này nó xong rồi có, đợi đọc con kia. đúng rồi, cái mốt mốt bớt nó có một cái nhược điểm là nó đọc và ghi là đọc nối tiếp, không thể đọc song song như các mảng truyền thông khác, giống như kiểu Rofinet, và Rofinet là có đọc được song song. Còn cái thằng là mốt bớt á, là mốt bớt RTU hay mốt bớt TCP/IP là chỉ đọc được nối tiếp thôi, đọc và ghi nối tiếp. Thế thì ví dụ như ngày xưa em làm có ba cái con inverter, anh nhìn thấy con inverter số 1 này đúng không ạ, con inverter số 2 này và con inverter số 3. Thế thì cái chu kỳ quét của em là đầu tiên là em sẽ read cái con thứ nhất trước, sau khi read done hoặc là error thì bắt đầu write dữ liệu cho nó. Tại sao ở đây em làm done và error? Done á, nếu như trường hợp mà done thì mình nhảy qua con 2 đúng không? Đúng đúng đúng. Nhưng mà nếu như trường hợp error thì sao? Error thì bắt đầu mình sẽ loại cái con thứ nhất ra, có Nó nghĩa loại là nó ra trong à, ruby quét của bỏ. mình mà mình phát hiện à cái con thứ nhất mà không đọc hay hoặc không ghi được thì bắt đầu là mình sẽ sử dụng cái biến error để mình loại cái nó ra để mình không quét con nó nữa. Nó sẽ có hai Kêu trường con hợp khác. thực tế, nó sẽ có hai dự án thực tế. Dự án thứ nhất là những cái mô hình của anh á, mà chỉ cần dừng một con hay một con bị lỗi á là dừng hết toàn bộ hệ thống đúng không ạ? Đúng. Còn còn lại là một cái mô hình dự án nữa là gì ạ? Nếu như cái con nào bị lỗi thì lập tức loại bỏ con đó ra, vẫn chạy con khác bình thường đúng không? Đó, Đúng 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 đúng. thế thì đây là một cái mô hình mà chúng ta có thể áp dụng. Ví dụ như là trường hợp như ngày xưa em là chỉ cần một con bị lỗi thôi, em có thể làm hai đề tài hướng con bị lỗi thì bắt đầu tắt hết hệ thống luôn. Còn cái thứ hai cái con này bị lỗi thì con này bị lỗi nó nếu như nó không liên quan ra thì vẫn bỏ qua đó, mình sẽ sử dụng cái chức năng error để mình bỏ qua nó và xử lý các con khác. Khi nào mà fix lỗi xong bắt đầu nhấn reset thì bắt đầu nó sẽ quay lại chu kỳ nó đọc. Thì trong thực tế mình sẽ gặp rất là nhiều như thế này. Đấy 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 là cái mô hình của nó ha. Rồi quay lại là khi nào anh cài, mình cài xong xí nữa anh cài theo đúng thứ tự này nhé. Rồi 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 mình cài giọng vậy á. À, cài theo đúng thứ tự này rồi.
Rồi ở đây thì cái con này nó có một một ở đây thì xí nữa em sẽ nói thêm một cái phần là function code. Ở đây em để em ghi một cái phần, anh em nhìn lên Google ấy được không, được không? Ở đây này anh nhìn thấy là cái thằng mốt bớt này nó có một cái gọi là function code, mà thông thường là người ta rất nhiều bản mà làm mốt bớt, rất nhiều bản nhá làm mốt bớt, nhưng mà người ta lại không rành với cái thằng function code này này. Ví dụ như là bây giờ ví dụ như là bây giờ như cái bài toán như cái con này của anh á, cái con đồng hồ nhiệt này của anh đúng không, thì anh có hai hai cái ở đây á, là nó thuộc vào dạng thanh ghi. Ví dụ như thanh ghi 2000H là cái thanh ghi mà BB, BB là process value là gì ạ? BB process value là cái tín hiệu feedback từ Hiển cảm thị biến á. về cả feedback từ đồng hồ nhiệt về á. Đúng đúng đúng, Cái thứ giá trị hai hiển nữa thị là á. cái thằng là set boy, thì thông thường thì làm đồng hồ nhiệt thì mình chỉ quan tâm hai hai ô thôi là set boy và BB thôi đúng không? Đúng đúng đúng. À, thế thì do là hai cái này này nó thuộc vô cái dạng là thanh ghi. Thì thanh ghi á, là nó thuộc vô function code. Ở đây là function code là bao nhiêu ạ? Anh nhìn thấy là function code là 03, Không thì ba. là read holding register, thì nó có địa chỉ là 4000 cho tới 4001 tới 5000 đúng không ạ? Một cái nữa là anh nhìn thấy ở bên dưới là có mờ không anh, có mờ không anh, Không có thấy được. thấy được hả? Rồi cái thứ hai nữa là function code bằng 6 này, là Bằng sáu. write single register này, và một cái nữa là Điểm write multi register này. Thế thì ở đây á, động. chúng ta quan tâm đến những cái phần là gì ạ? Function code. Có thử function code nó nằm ở đâu? Nếu như giả sử như người ta em giả sử như một số bài người ta kêu là đọc ngỏ ra. Giả sử đây ví dụ như ví em giả sử là ví dụ như đây không phải con đồng hồ nhiệt nhé, mà Nếu có đây biết là tâm anh có một con BLC đi đúng không, rồi. anh có một con BLC khác đi, mà con BLC đó cũng hỗ trợ mốt bớt đúng không ạ, mà con BLC ngàn hai của anh cũng hỗ trợ mốt bớt. Thế thì anh nếu như anh cần đọc các ngỏ ra quy của cái con BLC đó đó, thế thì mình phải sử dụng function code là 01, bởi vì là read coin này, ngỏ ra này, read đọc này, thì ở đây mình cái Đồng địa hồ chỉ ra của nó sẽ là 101 cho tới 10.000 thôi, 10.000. anh hiểu không? Đồng hồ Còn 1 đến còn 10.000. nếu như mà đọc dạng thanh ghi á, thì ở đây là function code sẽ là 03, bởi vì read holding register. Đọc Đúng rồi. kia là viết, 06 Đúng rồi, đúng rồi. Nên thông thường ở đây là làm mốt bớt bên Cmen á, bên Cmen thì nó sẽ có 3 loại. Loại thứ nhất là function code bằng 03 là dãy từ thanh ghi từ 4001 tới 5000 này. Function code là 04 này là 3001 cho tới 4000 này. Function code là bằng 06 này là 4000 cho 4001, có nghĩa là ở đây thì read và ghi là 4001 này đúng không, anh thấy 4001 này. 40.001, 40.001. Thế thì ở đây xí nữa anh mở thôi rồi, anh mở bên kia, anh mở gửi u cho view, anh mở phần mềm bên kia lên đi, rồi có gì em nói thêm cái phần function code này, anh mở phần mềm bên anh lên rồi gửi u cho view qua cho Đây em. mình mở u cho view lên nha. Dạ, mở lên đây đúng không? Đúng rồi, mình đang làm á. Cái chương trình đổ xuống là chạy được nè, chương trình này nè. Thôi kể nó Đổ đây, xuống đọc được à. kể nó Còn cái chương trình bên kia đổ xuống lỗi. thôi, xí nữa mình viết chương trình mới luôn ha. Ok. Ở dưới chứ. Thực ra dùng cái hàm ở trên viết cũng được, Nghe được hả? hàm ở Nhưng tôi trên nghĩ là là viết sang tên nó sang 7.200 chứ, 7.500 chứ. hàm trên mà biết cách viết vẫn được. Vẫn được hả? Chứ ví dụ như nhiều người đi làm dự án đúng không, người người nhiều người đi làm dự án mà người ta vừa có gì ạ, vừa sử dụng BLC ngàn năm, vừa sử dụng BLC ngàn hai á, thế thì người ta chỉ cần mà lúc đó người ta truyền thông nhiều mốt bớt, người ta cũng chỉ sử dụng một hàm con thôi á, chứ chẳng lẽ bây giờ sử dụng nhiều hàm con. Hiểu 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 lỡ cái 1.500 sao Đúng rồi, nó may tại vì tiêu làm là có nó sẽ làm là vừa ngàn hai vừa ngàn rưỡi, mà người ta xu hướng người ta thì nếu mà cốt giống nhau người ta chỉ sử dụng một hàm con thôi chứ. đúng.
Ở đây anh nhìn thấy này, ở đây là function code giống như là mode bus ở Siemens thì nó ký hiệu là mode bus function á, còn là khi nãy như em nói đó là function code đúng không ạ? Đúng. Function code ví Không dụ sẽ như tốt. đây này, nó nếu mà không Không một này một, không ba. là read output bit này đúng không ạ? Ví dụ như Đúng. bit là đây là Q0.0, Q0.1, Q0.2 á. Thế thì mình phải sử dụng là địa chỉ là từ 1 cho tới 999 này. Đúng. Còn ví dụ như ở đây function code mà bằng 04 là read input work đúng không ạ? Thế thì nó ở đây thì nó sẽ sử dụng là gì ạ? 3001 cho tới là 39 Ba chín chín 1999 chín này, đúng không ạ? đúng đúng Còn mà đúng đúng mode mà function code mà gì ạ? Mà bằng 03 ba thế thì nó thuộc vào read holding register. Thế thì nó có hai trường hợp ở đây, nó có hai trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất á, là gì ạ? Nếu bằng 03 mà nó thuộc cái dãy bên dưới á, anh hiểu không? Nó thuộc dãy bên dưới nhá. Thế thì mình làm cho nó dãy bên dưới, nhưng mà trường hợp rất nhiều người không biết làm đây, nhất rất nhiều người trường hợp mà nó đã vượt qua cái dãy mà 4001 tới 4 cho tới 49999 rồi đúng không? Thế thì nếu mà nó vượt qua cái dãy đó thì phải đưa nó vô cái dãy này này. À, cộng thêm 40.000 Đúng rồi, nó ngày phải đưa qua cái dãy này này. vượt Chứ còn mà nếu như mà vượt qua cái dãy này mà tám cố cố đưa vô dãy này nó sẽ bị sai. thôi à, hiểu Nên hiểu bắt buộc nó mình phải quá thế hiểu được thôi cái chức năng function code bằng 03 là read holding register thì thông thường á thông thường á là thằng này sẽ là thông thường thì về read là function code là 03. không Còn ba về write á là function code là sáu bằng là gì ạ? Bằng không 16. sáu Bằng mười 16 sáu này. Còn lại bằng ở đây nếu như mà gì ạ? Nếu như mà function code bằng 1 thì nó chỉ có đọc duy nhất một data length thôi anh nhìn này. Rồi hiểu Nếu mà hiểu function code mà bằng 6 á, là nó chỉ đọc duy nhất một data length. Có nghĩa là anh chỉ đọc được một thanh ghi thôi đó, hết. một thanh thôi Đúng rồi, còn còn nếu như kia mà là nhiều phải hơn một một thanh á, nếu như nhiều hơn một thanh là hai thanh trở lên á. Hai thanh trở lên này. phải là 16 Đúng rồi, là function code là 16. Thì ở đây anh cũng thấy luôn này. Ở đây anh cũng thấy luôn nếu như mà ở đây anh ghi dữ liệu á, thế thì anh ghi được tối đa là bao nhiêu ạ? Tối đa là bao nhiêu ạ? Là 123 một từ cho một cho tới được là 123 thanh ghi thôi. Không thể ghi được nhiều hơn. Đấy. đúng 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 từ 2 cho lại 123 Nhưng mà nó bao gồm cả một luôn á, tại vì là một là một bao là sẽ gồm cả số 06 luôn là từ tới một là sẽ là 222, mà tới hai sẽ là 123 đó. Đấy. Từ một là 122 là sẽ là, còn mà từ hai sẽ là 123. Nói chung là nó sẽ tối đa được 123 thanh ghi thôi. Đó. Đấy nên là rất nhiều trường hợp là một số người người ta yêu khi mà người ta truyền thông á, là người ta yêu cầu đọc gì đọc các ngõ ra output của con BRC khác á. Thế thì mình phải nhìn vô đây mình biết là function code đây, chứ không thể là mình khi nào mình cứ nhắm mắt mình cứ quất 4001 liền. Anh hiểu ý em không? Rồi hiểu. Bởi vì đây nó có read ở đây, read output Nói bit nhiều hơn thì sao? đúng, cái này rất là nhiều người bị Nhiều sai đây. Thì thông thường là mode bus thì anh chỉ cần quan tâm cho em là có hai function code thôi, một là gì ạ? 03, không ba function code 03 và và 16 06 hoặc 16. Nếu mà 06 06 16 thì thôi nhớ 16 là bởi vì là 06 là chỉ đọc được có ghi có một dự một thôi. Còn 16 thì 16 là này. Với thứ hai nữa là function code là 04 ở đây cũng rất nhiều. Ví dụ như anh đọc cái con đồng hồ nhiệt là, nếu như anh đọc ví dụ như anh đọc cái con đồng hồ nhiệt là gì ạ? Ở đây Zalo Google của anh đang bị sao Yahoo này. nhảy nhảy vô Google đấy bấm vô Google được Không. Anh bị đang bị Yahoo này là nó sẽ hạn chế mất tài nguyên tìm kiếm của anh á. Thằng Yahoo này là anh tìm kiếm nhiều cái nó không ra đâu. nhiều cái là hắn xuất hiện được không? Đúng rồi, nó bị hạn chế tài nguyên á. Tài nguyên ở đây thì ví dụ như con đồng hồ điện năng này này anh này, cái con đồng hồ điện năng này một chức năng mốt bớt của nó, thế thì nó thuộc vô trường hợp là Số function 4 hả? code của nó là đây là 04, có nghĩa là 04 mình sẽ đọc được địa chỉ thanh ghi là gì ạ? Từ là 30.000 một đồng 3001 đúng không hồ à, ạ? Nên là là cái đồng hồ đó đúng rồi, đó à, nên là đồng mình hồ là để ngày ý, của đồng mình hồ phải để ý là function code ở đâu. Chứ còn rất nhiều người là người ta không biết là tại vì cứ nghĩ Siemens luôn luôn đọc 4000 á, nhưng mà đọc 4001 nó không ra đâu. Đó, trường hợp nhiều nhảy trường hợp vô mà mình đọc function code 4 4001 mình không ra thì mình phải chuyển qua qua 3001 trở lên, 30.000 bởi vì là coi thử nó thuộc vào function code bao nhiêu. vậy nó có hai dòng vậy thôi Nguyên hả?
Thông thường thì BLC ngàn hai á, ngàn hai ngàn năm là em chỉ thấy là nó là 03, 04, 6 và 16 là nhiều thôi. Thế còn mấy Còn cái lại là quan vừa trọng rồi em cũng điểm gặp một bạn ở trên diễn đàn ấy, bạn ấy nói em là hỗ trợ cho bạn là đọc output bit. Đó là phải sử dụng cái thanh ghi từ đây này. một cho tài chính điện chính. Đúng rồi, đúng rồi. Đó thì mình anh lưu ý cái phần function code ở đây. Với lại thứ hai nữa là lưu ý cái function code này ở đây nha. Rồi còn tính nói gì quên mất tiêu rồi. Rồi nói chung anh chỉ cần nhớ cái function code rồi. Ở đây bây giờ anh cài anh cài anh nhìn qua máy em xí đi, anh nhìn qua máy em xí đi. Rồi. À, đây rồi đúng rồi nhớ ra rồi. Ở đây này anh nhìn thấy này, nó thuộc vào ví dụ như cái con đồng hồ nhiệt của anh á, cái con đồng hồ nhiệt của anh ở đây là nó đọc theo dạng là nhìn vô là mình biết sẽ đọc theo dạng thanh ghi đúng không? Thanh Đúng ghi đúng. thì nó sẽ thuộc vô là một là gì ạ? Disk holding Dùng register 03. đúng không? 03 đúng không? Đúng Hoặc là 03. disk input 03 thuộc và nhưng mà 16. register là thanh ghi này. Register Rồi đúng là từ đúng. thanh ghi đúng không? Thế thì nó thuộc Đúng vô đúng. function code 03 mà function code 03 nó chỉ nằm trong dãy này thôi. Anh hiểu không? Đúng Thế đúng. thì ở đây cái con đồng hồ nhiệt của anh thì ở đây mình cần đọc hai hai thanh ghi là 2000H đúng không? Đúng đúng. Và 2103H đúng không ạ? 2 2 2103 là setpoint. 2103 đúng rồi, đúng rồi, đúng À, rồi, và đúng rồi. 2000H mà khi mà 2 hai 2000H thì đổi ra được là 8192. 8192 đúng rồi, mình Còn lại cộng thêm 4. 2103 thì đổi ra được 8451. Đúng đúng đúng, đổi Thế sang số đẹp. thì 8192 và 8451 nó lại không thuộc vào cái dãy này đúng không anh? Đấy, cái dãy này đâu có năm có cái thằng nào là 8192 đâu và 8451 đâu. Nó nằm Nó nằm khác dãy này này. Đúng không ạ? ờ Nên mà trong khi mà cái thằng Siemens là nếu như mà function code bằng 3 nó chỉ đọc đọc trong dãy này hoặc là ghi trong dãy này thôi. à Đó, bốn bốn trăm nghìn đó nên ở đây bắt buộc là gì ạ? Mình phải offset cho 4001 lên. Đây là thằng Siemens nó yêu cầu. Em cũng không hiểu là tại sao nó phải offset cho 401, nhưng mà về nguyên lý của nó là gì ạ? Nguyên lý của nó là nếu như mà không á, nguyên tắc của nó là không là tương ứng với 401. Còn trường hợp nữa mà nó nằm cái dãy này thì mình phải offset cho nó 401 lên, thì bây giờ chúng ta có là 8192 của cái thanh ghi 2000H này này. rồi. Mình cộng với 401 thì nó ra được là 48193 này. Đúng đúng đúng, mình cộng lên cái này, mình cộng lên là 40001, Đúng rồi. nó ra là 48193, À, đúng rồi. đây có phần này phần đọc, Đúng rồi. phần mà là BV Đúng rồi, đây là read này. Còn đó. thằng Đúng rồi, SV đọc á, SV ở đây là chúng ta sẽ write đúng không? Thì đúng rồi, đúng rồi, 2103H thì nó sẽ là đổi ra Dexa là 48 được là 4151 8451 này, nhưng mà đúng 8451 rồi, nó thuộc vào cái thanh ghi mà của BLC Siemens. đúng đúng đúng. Ở đây nó có một cái trường hợp nữa là BLC Siemens nó quy định cái dãy này nhá. Còn Nó một nằm số trong cái vùng đó thôi. còn một số BLC khác thì nó sẽ là cùng thuộc dãy đó nhưng mà nó sẽ tăng hơn hoặc giảm hơn một chút. Ví dụ như anh nhìn thấy cái chuẩn của nó là tới những 5000, mà anh nhìn thấy ở đây này, ví dụ như là Rich Holding Director đây là 5000, còn thằng của Siemens đây có 4999 này. Đúng đúng. Thì nói chung nó cũng là ná vô cái dạng đó thì nó lệch nhau một hoặc hai cái thì tùy 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 kia, nhưng mà nó sẽ thuộc vào 5000. Rồi. Rồi Nằm trong khoảng 50.000 nữa. đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Đó cái function anh nhìn cái function code chuẩn, đây là function code này là chuẩn của thế giới, nhưng mà sau đó là mỗi hãng thì bắt đầu nó sẽ tăng thêm giảm bớt hay như thế nào tùy họ. Đây. Hiểu, tùy 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 hãng, tùy hãng là Đúng chọn rồi thôi đúng đúng rồi. không? Rồi tương tự như vậy là cái thằng này là mình phải cộng thêm 4000, nó ra sẽ là 48452. Với thứ hai nữa là sẽ có một trường hợp nữa là nếu như mà cái thanh ghi của nó nếu như mà nằm trong cái dãy này á, anh hiểu không? Nếu như nó đã nằm trong dãy này á thì chúng ta không offset nữa nhé. Rồi hiểu hiểu À, hiểu. còn Nếu nó nếu nằm ngoài, nếu nó đúng nằm rồi ngoài nằm khoảng ngoài này thì thì chúng mới ta phải cộng offset, lên. Nhưng mà nếu mình cộng của vượt quá thì sao? nó vượt quá thì nó sẽ không đúng. Nó vượt quá ví dụ như giả sử cái con này của anh ấy ha, là giả sử em nói là gì ạ, 88 đi ha, 88192 đúng không? Thế thì dĩ nhiên là khi mà nó cộng vô là nó 88192 thì dĩ nhiên nó sẽ nằm ngoài cái dãy là 4001 rồi đúng không anh? Tới Đúng đúng đúng. 4999 thì bây giờ mình sẽ nó sẽ nằm cái dãy bên dưới này này.
À, mình cộng vô để cho năm nhảy dày nhảy bên dưới, Đúng cộng rồi, đúng rồi. dưới Bây giờ mình sẽ là cộng, không phải là 400.001 mà 4 401 mà chúng ta 40 cộng 400 47. nghìn 400 nghìn lẻ một Đó. Cho nên bằng 57 bên 41 dưới nghìn đó. Anh hiểu ý em không? à, hiểu 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 ý Đó, năm dưới. Nhưng mà cái giày này chỉ có tới là gì ạ? 465535 thôi. Có thử bây giờ à. coi 465535 à, phần phần năm. À đây 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 là 48 này, là nó không thuộc này. Nó nằm trong năm 484, năm 25, trong khoảng từ 49999 đấy. Đây đây đâu thuộc đâu này, đây là bốn, chỉ có 46 mà. Đúng, 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 nó đâu thuộc năm đó đâu. Ừ, nếu như vậy Năm. vậy những cái thanh ghi mà nằm ngoài đó thì Siemens không xử lý được đâu, không đọc được đâu. Có Đúng, nghĩa vậy là là những cái nó thiết đọc bị mà nằm ngoài cái dãy của thằng Siemens á, à, những cái được. thanh ghi mà nằm ngoài cái thằng cái dãy của function code của Siemens á, là Siemens không không xử lý được nha anh, là có nghĩa là mình sẽ không dùng VLC Siemens để lập trình mốt bớt cho nó được. Hiểu hiểu, nếu mà mình cộng cái giá trị đọc của nó vào năm ngoài cái khoảng Đúng rồi. đọc này là nó cứ đang đọc được, về Đúng rồi, đúng rồi, BOC đúng khác rồi. mà đọc được. Đúng rồi. Như vừa rồi Rồi em hiểu. có một anh hỏi em là bây giờ cái thanh ghi đó phải xử lý như thế nào, bởi vì nó nằm ngoài dãy là em cũng chịu à. Nằm ngoài dãy thì Siemens nó đây này, function code của Siemens nó chỉ có yêu cầu từ đây Nó đây quy đến định đây. vậy thôi. Cement Đó. quy định vậy thôi mà. Rồi. Rồi vậy Rồi hiểu. như vậy là lý thuyết thì xem như là xong ha. Lý thuyết Rồi có rồi. còn cái gì nữa không? À đây lý thuyết ở đây anh còn thêm một cái phần nữa là gì ạ? Còn một cái phần nữa anh phải cài này, đầu tiên là ở cái nút mà tròn tròn anh nhấn khoảng tầm 3 giây này. Sau khi đó anh nhấn thêm khoảng tầm 1 giây nữa thì nó sẽ xuất hiện để cài là gì ạ? Cài chọn chế độ mốt bớt Rồi. này. Rồi nữa Cái đây là đúng không? Đó bên cài thôi. cái này anh biết cài này đúng không? Thì đấy. Mình cài xong phải rồi. Rồi rồi, ok. Rồi bây Rồi rồi. giờ quay lại chúng ta lập trình cái phần này nhé. Ok. Bây giờ sao anh mở một project mới hay như nào? Sao không được Nguyên Nguyên mở bộ đây mở cũng được, hoặc là dựa vào cái này thì coi sửa được cái này cho Huy được không? Bây giờ đó là nếu như mà mình làm ở đây này, anh chuyển lại bên kia đi, anh chuyển lại cái thằng này là gì ạ? Thằng này là data lane bằng 8 đấy. Data lên bằng 8 Đúng rồi, đúng rồi. trên đồng hồ nhiệt độ phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Hiện tại trên đồng hồ nhiệt độ là mình đang cài cho nó là BSEL là mốt bớt đây nè. Thì địa chỉ của đồng hồ này là số 2 nè. Địa chỉ truyền thống á. Dạ. Tốc độ báo của nó là 9600 nè. Đúng rồi. Ba barati nó còn là bằng nấn là không à. Data bit trong mấy? Không không có đâu, nó không có data bit đâu. Có mà, có data bit mà, có cái thằng data lane á, đó thực ra là data bit á. LN đó anh, LN á. LN anh cài bằng bao nhiêu? N-E-N hả? LN. Đâu có ba. Anh kiểm tra LN thì chờ em 1 phút em vào lại nhé. Vậy đây 8 bit rồi đúng không? Số Đúng, tốt đúng, bit đó đang rồi. tạm biệt. Rồi. Ở đây là mình viết là cái đoạn code này không chạy hả anh hay sao? Không, cái đoàn Comunio là ok nè. Cái chỗ mà truyền thống là nó ra là đánh hoạt tốt đoàn được rồi nè, hoàn thành rồi nè. Là sao? Cái phần phía trên á, cái phần trên Nguyên này. Phần này hả? Đó, chỗ đó đó, chỗ đó là hoàn thành là được rồi nè. À. Nhưng bắt đầu đến start để mà mình write của nó, mình write nó ra, mình write để mình đọc về đồng hồ này thì không được, và viết cũng được luôn. Read Có write cũng lỗi được hết đó, luôn. hả? Read và write gì cũng được hết. À. Nói chung là ở đây này anh lưu ý ở đây này là làm ở đây là thông thường là mặc dù là trong phần khóa học á em không chạy viết code kiểu này, nhưng mà rất nhiều người làm thiếu cái bước này, một cái bước rất là quan trọng mà hầu như mà em thấy là rất nhiều người trên diễn đàn đều làm sai, không phải làm sai mà người ta làm thiếu. Ở đây anh nhìn vô này là anh biết hàm này của anh bị lỗi gì không? Không, hiện tại mình không biết lỗi nào đây Thì đấy, nên là lưu ý anh lưu ý là tất cả các hàm về truyền thông á nè. bắt buộc anh phải viết status. Status.
Anh không viết status là anh không bao giờ anh làm được. À, mình không biết nó bị sao không? Ở đây này, mình phải thêm một cái đoạn nữa. MB hả? MB. Thông thường là mọi người trên trên mạng người ta chỉ làm tới đây thôi này anh. Người ta chỉ làm tới đây thôi. Nhưng mà làm tới đây á, nó có một cái nhược điểm là mình sẽ không bao giờ mình biết được là gì, nó đang bị lỗi gì đâu, bởi vì cái status ở đây đó nó sẽ nhảy, status này này sẽ có thời điểm nó nhảy hoặc là thời điểm nó không nhảy. Nên là bây giờ mà muốn biết được là nó đang bị lỗi gì á, là đây là 818C, là 818C lỗi này, lỗi nghiêm trọng á. Nhưng mà thông thông thường anh lưu ý này là đối với lại là truyền thông á, tất cả các lỗi truyền thông, các loại truyền thông á thì bắt buộc anh phải viết như thế này để đọc lỗi này. Mình sẽ lấy cái thằng error ở thằng này này. Bắt đầu sẽ mình sẽ dùng một cái thằng mu, bởi vì cái thằng status này này có những thời điểm nó sẽ ra số A, có những thời điểm nó ra số số B. Nên là đúng rồi, nên là bây giờ mình phải viết như thế này này. Đó, có nghĩa là mình viết như thế này có nghĩa là khi nào nó bị lỗi á, anh hiểu không? Error nó on này, đúng không ạ? Thế thì Thì nó mua cái mua thằng ra tiền hiệu status vô khoản đó, luôn. vô vô đây. Thế thì mình nhìn vô đây mình sẽ biết được là đúng cái lỗi thực chất của nó. À, anh lưu ý cái này phải là lưu ý ha, lưu ý. Bắt buộc phải biết, anh bắt buộc phải làm. Bởi vì là em hỗ trợ rất cho rất nhiều người ở trên mạng là người ta không biết cái đoạn code này. Người ta chỉ nhìn thấy à status là ví dụ như gì ạ? Đây, ví dụ như lại là nhiều lúc là cái thằng status đó nó đang bằng 00 đi, hoặc là nó đang bằng một cái gì đó, nhưng mà lúc mà nó lỗi á thì nó mới là chính xác. Đó, ví dụ như có rất nhiều trường hợp là status nó đang là, ví dụ như bình thường là nó đang là không đi ha, thế thì nó lỗi tích tắc một cái gì đó, thế thì nó sẽ nhảy lên qua một số khác, nhưng mà do là BLC nó cập chậm chậm á nên là cứ nhìn thấy không không, nên bắt buộc là mình phải đưa cái thằng error này vô này, có nghĩa là khi mà error cái mù thằng này là nó sẽ đúng. Đúng không? Là bên biệt cái mã nó Đúng rồi, nhảy qua mình phải này. biết mã lỗi. Tương tự đoạn bên dưới này cũng vậy, đoạn bên dưới này cũng vậy. Đoạn bên dưới này do chung chung một hàm master thì ở đây mình sẽ đặt là gì ạ? Một cái nữa là gì ạ? Một cái nữa là anh lưu ý là lúc mà anh làm mốt bớt á, anh lưu ý nha, là anh bắt buộc anh luôn luôn phải làm đọc trước ghi sau, anh hiểu không? Bởi vì thường á đọc trước á, đọc là nó dễ hơn là ghi. Cái lỗi mà 818C của anh á là anh thử cái đoạn code khác là nó chạy á hả? Không, mình viết cái đoạn code cũ á cũng như vậy luôn, nó đọc mà vẫn đọc được. À, anh muốn thằng này thì đọc có một cái này thì đâu cần giúp như này đâu.
Ở đây cũng vậy này, anh phải thêm một cái đoạn này vô đây nữa. Với thứ hai nữa, trong trường hợp mà anh lưu ý ha, trong trường hợp mà nó đang bị lỗi nha anh. Alo, Đó. alo anh. Nghe nghe. Trong trường hợp mà nó đang bị lỗi á, là bắt đầu mình phải ngắt cái hàm write trước để mình đọc xử lý lỗi từng hàm trước. Mình khoan là đọc, tại vì là về nguyên tắc của cái con này á, là gì ạ? Gì ạ? Nó đọc hoặc là ghi nối tiếp nhau chứ không phải là song song. Đó. Nên là ví dụ như cái thằng thứ nhất mà nó bị lỗi rồi mà anh không mình đã không loại bỏ nó ra là sẽ dẫn đến những cái thằng sau nó bị lỗi. Nên là trước tiên xử lý lỗi đó là mình sẽ gì ạ? Mình sẽ là cứ đọc Loại cho thôi mình sẽ loại làm đọc trước. Đó, mình xử lý xong nó bắt đầu vâng mình sẽ mở cái hàm write lên mình ghi. Thằng này bị lỗi này, lỗi 818C này. Rồi bây giờ chúng ta quay quay qua đây chúng ta coi này. 81 đấy hả? Này nó nói này, 81 8C 818C là data 3 data BTA này. Đấy, nên là cái nhược điểm của rất là nhiều người là gì ạ? Là gì ạ? Chúng ta không xử lý lỗi, có nghĩa là chúng ta phải nhìn vô đây này. Chúng nhìn vô cái status này để chúng ta đi xử lý lỗi. Chứ còn nếu như chúng ta không biết cách xử lý lỗi là chúng ta sẽ không làm được. Ở đây thì nó nói là data BTA has invalid pointer, có nghĩa là có nghĩa là cái Alo, dãy mà nghe Nguyên ơi. cái dữ liệu á. Sao anh? Anh nói sao anh? Rồi rồi rồi. Đó, bị bấp bấp không nghe rõ. Nghe bị bấp bấp không bị rõ không rõ không Nguyên. À rồi. Anh nghe rõ chưa? Rồi rồi nghe rõ rồi Nguyên ơi. À, đây này, là có nghĩa là cái dãy mà data BTA này nói chung nó bị invalid, Có là vấn không có đề. giá trị. Nó nói với chúng ta là sử dụng cái pointer là bit memory. À, còn nó nói với mình là phải sử dụng cái kiểu pointer là bit memory là vùng nhớ mờ á, đúng không ạ? Hoặc là DB with standard, là hoặc là tiêu chuẩn, hoặc là phải sử dụng DB. Có nghĩa là ở đây này, có nghĩa là bây giờ anh nói như vậy anh biết anh đang sai cái gì không? Có khả năng là mình sai cho có DB lấy ra hả? Đây này thì anh nhìn đây này thì nó nói với anh là cái dãy data BTA thì anh quay qua đây là data BTA thằng nào? Có phải thằng này là data Đó chỗ đó BTA không ạ? đó DCA Đó, à, thế đúng thì đúng đúng nó đang cái bị cổ sai mình thì nó đang nói anh bị là sai một là anh sử dụng là vùng nhớ cùng nhớ memory khác đúng không? Hoặc là DB đúng không? Mà DB của anh hiện tại bây đúng giờ đang sai thì bây giờ chúng ta click vào đây là data divide hả? Anh đang làm data divide đúng không? vô trong data đúng rồi Data divide. DC. Ở đây thì cái thằng modbus này nó có một cái là lúc mà anh làm á là anh phải để cho nó là địa chỉ tuyệt đối, nên anh muốn để tuyệt đối thì anh phải property đây này, anh vào đây này anh bỏ ultimate block này, Làm lại đi Nguyên. Cái khúc này không để nè. đây nha. Property. Cái này của anh này anh nhìn thấy là gì ạ? Về nguyên tắc là cái thằng là modbus á là địa chỉ của nó phải địa chỉ tuyệt đối, nên 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 nó nói với mình là địa chỉ tuyệt đối là đây này, anh nhìn thấy là ví dụ như địa chỉ tuyệt đối là nó như thế này này. À, cái đoạn code này anh nói đoạn code ok đấy hả? Đúng rồi, đúng rồi. À, đây này, ví dụ như anh lúc mà anh nhìn anh thấy là khi mà chúng ta làm việc với địa chỉ tuyệt đối là nó có dấu phần trăm bên dưới, anh nhìn thấy là ví dụ như anh thấy là phần trăm m cuộc 2 chưa? Thấy, thấy. À, rồi ở bên này của anh á là anh nhìn thấy phần trăm db3 chấm db chưa? Thấy, thấy, có À, dấu phần trăm. thế thì cái dấu phần trăm đó là cái dấu mà đại diện cho nó là địa chỉ tuyệt đối. À, anh lưu ý ha. Thế thì Rồi rồi. cái địa chỉ tuyệt đối á,
Còn những cái mà ví dụ như anh nhìn vô cái device của này của anh này, được chưa? Anh Rồi nhìn cái hiểu. device này của anh Không. này, là nhìn vô như thế này là người ta nhìn vô người ta chỉ thấy nó chỉ là địa chỉ tương đối thôi. Đúng, đúng, À, đúng, không có mà dấu phần trăm phía trước. đúng rồi, mà thằng mốt bớt này này nó yêu cầu mình làm á phải là địa chỉ đối, còn địa chỉ tương đối thì nó không hiểu. Anh hiểu không? Anh lưu ý cái đó ha. Rồi. Rồi, Vậy thì mình phải thế thì chữa bây giờ làm data để để mà làm được địa data chỉ lại. đối á thì mình vào cái phần mình nhìn vô đây, để Để nếu như mình anh không quan sát đây, anh quan sát vô đây anh cũng thấy này, địa chỉ đối là diện là nó có thôi là nói đây cho nhanh này, anh quan sát vào đây anh để property này, được chưa? rồi Anh bỏ cái thần Ultimate này đi. Rồi anh rồi chọn ok này. để Anh mà chọn chuyển ok. sang đi Thế đi thì đi đi đối hiện tại bây giờ nó đang khi được mà anh chuyển chọn sang ok như vậy á, anh hiểu không? rồi. Thế thì lập tức nó có cái giữ cái phần offset ở đây này. Bây giờ em Đúng, combine này này. nó có một offset Đó. Đó, bây giờ nó nó có đúng cái tổ thằng này là byte số mấy này, bit số mấy này. Đó, ví dụ như đúng thằng đúng này là nhìn vô biết nó là byte số 14 này, bắt đầu là bit 0 này. rồi. Thằng này nhìn vô biết là byte thứ 16 bit, bắt đầu Bài là bit 0 16 biết này. không? Thằng này byte thứ 18 bắt đầu bit 0 này. Thằng này byte 18 là bit 1, thằng này byte 18 bit 2 này. Này 18.2 là bit bit thứ 18 byte thứ 18 bit 2 này. 18 biết 2. Đó, thế thì những cái như thế này này thì người ta gọi nó là địa chỉ tuyệt đối, anh hiểu không? Thế thì bây giờ anh quay qua đây này, anh nhìn thấy nó thuộc và nó có dấu phần trăm đằng trước này Nó đúng đã không? có số 100. Đúng đúng. Đó, thế thì khi nãy là mình tới cái phần gì ạ? À đây, đây bên dưới này chứ. À device này đúng không? Device ba là Đúng cái đúng. thằng này. Device đâu rồi? Đó, bây giờ nó đã có số phần trăm phía trước À rồi kìa. device nhá. Receipt hả? PC. BV 11 này, 2 này, 3 này, Cái đó là mình 4 làm này, nhanh. 5 này, 6 này, 7 ha. Mình đọc bảy 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 data lên. 7 đó. Bây giờ nó thấy cái thằng này đúng không? Đúng. Rồi, bây giờ sau khi mà làm được như vậy thì chúng ta download nó lại. Rồi, hiểu rồi. Mình đang bị dính ở chỗ điện thì tương đối mà mình không hiểu được cái chỗ đó như thế nào. Vậy bởi vì nguyên tắc của cái thằng là mốt mốt á là gì ạ? Là nó chỉ yêu cầu phải lấy địa chỉ tuyệt đối, không được lấy thằng địa chỉ tương đối. Bài này là anh có hai lỗi. Lỗi thứ nhất của anh á là gì ạ? Là không sử dụng cái thằng là error để đọc status. Đúng. Cái này là không phải là một mình truyền thông mốt mốt nha, anh bắt làm tất cả các lệnh về truyền thông thì anh bắt buộc phải làm cái này. Lấy cái trạng thái của nó ra để mình biết được nó Đúng đang bị rồi. lỗi như thế nào đúng Đó, cái không? lỗi thứ hai của Ok. anh là gì? Sau khi có status rồi mà không đi tìm lỗi để xử lý. Hiểu Đó, được chưa? hiểu đúng Rồi bây giờ chúng đúng ta quay qua chúng ta coi. Đó, bây giờ hiện tại rồi đang ok 35 độ này. đọc đọc rồi coi À, đúng ạ. đúng 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 mình đang bị lỗi chỗ đó. Rồi. À, sau khi mà chúng ta đã xử lý xong cái thằng là gì ạ? Thằng thằng read rồi á. À, bây giờ khi mà xử lý xong cái thằng read á thì bây giờ mình sẽ tắt cái thằng này đi để mình enable cái thằng write lên, bởi vì là gì ạ? À, nguyên tắc là xử lý cái thằng đầu tiên trước. À, rồi sau đó là mình sẽ xử lý cái thằng sau. Đó, thằng sau đây là cũng là gì ạ? 818C đúng không anh? Đúng 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 818C đúng đọc do error mình này. Đó. bị cái kia và đọc đi chính sang À, nó còn như bị thằng này tương bây đối. giờ là gì? Không bị error nên là thằng này về không này này. Đúng 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 Rồi, rồi bây giờ hiểu như vậy chúng ta nhìn riêng cái thằng set CV. vào data set đúng rồi thì data block set của mình nó bị sai rồi đó. À, set ở đây đúng không? Đúng đúng Rồi bây đúng giờ chúng ta gì ạ? Chúng ta rồi property nó. property tắt cái chức Tắt năng của mình Ultimate đi. rồi. Đấy. Rồi. Download nó lại. Đang thiếu cái cột của mình đang thiếu Rồi, bây giờ nếu như này là 8280. Bây giờ là gì? 448 à? 452 đúng không? 8452 đúng rồi mình đọc một data lên đúng rồi đó. Đây là ghi chứ đúng không? Ví dụ như bây giờ Đang anh mình đang ghi là viết vô đó đúng rồi mình ghi ghi vô đó ví 30 thì dụ anh như thấy là ghi 30 đi. 30 không? Khoan nghe à, không không được 30. Chưa Không chưa đúng. được. Không hình như em có cái mũ cái phần mũ ở dưới á. À, mua dưới hả? Đúng rồi đang mua với giá trị dưới á, phía dưới đang mua với giá trị dưới nữa. Đúng rồi đúng rồi.
50 chưa chưa hiển thị được.8 ở đây nó đang báo lỗi này, anh nhìn vào đây mình thấy nó đang là 8200 đúng không? 8200. À. 8200. 8200. 8200 là bot bị gì trên request này. Nó đang bị nó đang bật. Có nghĩa là nhiệm mình gửi nó liên tục quá. À. Để coi thử. Mình phải chờ nó đọc rồi nó quét chờ nó đọc xong. Nó đang bị dịch này, chỗ nó đang vừa đọc mà vừa viết không được á. Con này là clot đúng không? Đăng này. Mình có thể mình thử lấy cái thằng đăng này đúng không? Đúng. Mình đưa cho nó request, nhưng mà đang đăng này mình đưa vô như thế này, nhiều lúc nó có một cái nhược điểm là gì ạ, là nó đăng hơi hơi chậm ít á, hơi ngắn á, hơi ngắn là sao ta, là nó chậm chậm thời gian là sao ta? Không phải, có nghĩa là cái thằng ví dụ như thôi cứ để xử lý xong lại. Đây này. Nó mình cho nó về không là nó bị không á, nhưng mà hình như thằng này chưa request được đúng không? Đúng, nó đâu có đánh đâu. Mà phải chờ đánh thì nó mới request, nó mới biết được. Đánh thằng này. Còn không mình cho nó là mình sẽ tạo cho nó một cái lệnh tham mơ đúng không? Ở đây tạo mình... cho nó. Còn không là mình đưa cái hàm của anh viết lên đây hả? Coi nào. Read hả? Cái đó là khi mà nó báo lỗi hai cái là nó cần báo mình biết là đang bị báo lỗi của cái truyền thống đó, đọc cũng biết điều lỗi. Cái thằng này đăng đúng không? Đúng, khi mà viết hoàn thành rồi thì nó sẽ reset cái thằng write đi. Rồi sau đó nó set cái thằng đọc lại. À, có nghĩa là đây write hả? Write đánh hả? À, đúng rồi. Đúng rồi. Hồi nãy nhưng mà hồi nãy Nguyễn làm cho nó tên kia ơi. Nguyễn đổi cái địa chỉ cái tên rồi. Mình sẽ sửa lại phía dưới. Còn khi read thì sao? Còn khi read thì sao? Nếu mà khi mà read mà hoàn thành đó, hoàn thành thì nó sẽ là chuyển sang, sau đó nó sẽ reset đi, sau đó nó write tiếp, nó write, bắt đầu write phần dưới. À đây hả? À đúng. À. Đó, khi mà read hoàn thành thì nó sẽ reset cái thằng star đi, và nó reset bit write lên. À, thì có nghĩa là ý anh là viết như này đúng không? Đây thường đóng đúng không? Đúng, mình làm thường hở chứ. Thường hở hả? Đó. Đây đúng không ạ? Đúng, read. Đó là read. Đúng, à, vậy đúng. Là khi nào thì ghi lần read cho nó? Đó. Khi nào mình ghi lần read cho nó? Read cho nó thì đợi khi nào mà thằng ham read, mình read xong rồi á. Read xong rồi thì mình sẽ set bit, mình reset đi cái thằng read đi. Rồi sau đó nó sẽ set bit thằng write lên để ghi vô. Nó làm giống cái lập vòng vậy đó. Đây là write hả? Đúng. Đưa lên như này. Đúng. Rồi, giờ làm lục vòng rồi á. Khi mà thằng Dry đăng thì à, reset thằng này, đúng không? À, bật thằng Dit lên. Đúng. Hoặc à, bật thằng Dit lên. À. Nhưng mà anh làm như thế. Anh làm như này thì ban đầu mình phải request bằng tay à? Ban đầu hả? Ừ. Ban đầu khi mà mình truyền thông được thì nó sẽ bắt đầu là nó set bit read lên lên.
phía trên nó nguyên. đang set drive này đúng không? À đây này đúng rồi, đây đây đây. Đó, cái đó, đó đó đó. Đang thằng này cũng đang báo error. Hai không không không. Data write error. Data write error là thằng này đúng không? Dạ đúng. Đó, tôi đọc data write error. Copy này. Bit này đúng không ạ? Rồi. Data write write done này đúng không? Thằng này đúng không? Đúng đúng. Thằng đó là write đó, data write đó. Done. Đúng không ạ? Reset thằng kia rồi. Rồi đúng. Còn đây là gì? Data risk error hả? À, khi nào báo lỗi á, mấy cái kia mà báo lỗi thì nó đưa ra một cái lỗi để mình biết được nó đang bị lỗi á. Đây. Đưa thằng này đúng không? Đúng. Write bằng risk nếu bị lỗi đều là đưa ra lỗi đó cho mình biết nó đang báo lỗi. Nhưng mà thằng write tại sao nó đang báo lỗi ta? Thằng write kỳ ta. Hết error kìa. Nó đang vẫn bị, có nghĩa thằng write nó vẫn đang bị lỗi. Thằng write này nó đang bị lỗi nè. À đúng. Thằng write đang bị lỗi. Thằng set là nếu mà thằng data này bằng 7 là đang đọc đúng không? Đang đọc về thằng BV về đúng không anh? 7 là đang đọc từ, đúng rồi đó, BV đang đọc về 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 đọc này, 6 4 này, 7 này đúng không? Đúng, có nghĩa đúng, là đúng. 7 là có nghĩa là mình đang đọc cái thằng set boy về luôn đúng không ạ? Đúng, đúng, thế đúng. Thì mình nhìn vào đây mình quan sát được là gì ạ? Là biết nó đang bị lỗi đúng không? Đúng, 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 hiện tại bây giờ đang bị lỗi đó. Đang bằng 0 là không đúng. Đọc về đang bị lỗi á. Bọt xem bi gì. Ở đây thì mình tạm thời mình sẽ ngắt cái thằng này ra coi. Rồi. Rồi đúng rồi, đang về xong rồi kìa. Anh thấy giấy kia bao nhiêu chưa? Đang không rồi đó, nó đang tạo về xong rồi đó. À, đang không rồi hả? Đúng rồi, set tem thử lại. 40 coi. 50. Rồi ok. Rồi ok đúng không? 40. Đúng rồi, đúng. Vậy là khả năng vì sao nó bị vướng cái đó ta? Hay là bị trùng cái thời gian mình đọc của ta? Khả năng là nó bị trùng cái thằng request á, thời gian request. À, hồi nãy mình ở trên mình đang để cho nó là không hẹp thằng dưới này, chứ không mình để 0.5 hẹp giữa trên dưới nó giống nhau vậy nên. Nhưng mà không, khi nãy em để thương đóng mà. Khi nãy em để thương đóng mà đúng không? Đúng. Mày thầy nguyên để thương đóng. Rồi, bây giờ cứ tạm thời nó bị nó hết cái lỗi này đi ạ. À, đây, mình bây giờ mình tạm thời mình ngắt như vậy, nói chung là làm mốt bớt là mình phải ngắt từng loạn như vậy á. Tại vì nó có cái nhược điểm của cái mốt bớt là gì ạ? Một cái nhược điểm của thằng mốt bớt là
đọc nó đọc xong ghi phải nối tiếp viết nhau á. Phải chờ khi không thôi Đúng nó rồi. đọc đọc trùng trùng lúc là nó bị liền. Không cho phép đọc trùng. Sao thằng này mày không ta? Thôi chắc mình chưa retain tích được đó. Đâu thằng này 40 rồi mày. 40 nó ra. Đang đưa nó 40 rồi mà. 40. 40 rồi. 40 rồi, lên 40 rồi. Chắc mà chậm không Nguyễn ơi. Lên 40 bên kia kìa. 40 đâu? Ở trên đồng hồ nó đang đọc về 40 kìa. Mà sao giờ này là không ta? Trên đồng hồ là 40 rồi hả anh? Ở trên đồng hồ là 40 rồi. Mà sao cho số 7 này là số 0 ta? Rồi À, đây này. 20. Có nghĩa Đúng rồi, một là số 3. thằng thằng này của anh thường thuộc vô số 3. Số 3, set 4 nằm ở số 3. Được. Hả? Set 4 nằm ở số 3. Số 3 thì hơi kỳ. Để 8 cho gì? đó 48193 mình đúng không? Em coi này. 48193. bốn tám 48193. 2103 đúng rồi. À đây này, internal Hai một set không boy ba 1 này. 1 2 3 khả năng là internal set boy 1 có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là cái thanh ghi 2103 này của anh á nó chỉ cho write thôi, anh hiểu không? Nó không cho read. Còn nó cho anh đang đọc là cái thằng internal set boy 1 á. đúng rồi Đúng rồi đó. nó chỉ đọc là ở năm tháng số 3 Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Có nghĩa là nó chỉ rồi đọc hiểu đang rồi ở cái thằng là internal set boy 1 nó có nghĩa là nó sẽ ở bên trong cái con đồng hồ nhiệt á. Nó sẽ có một cái cú pháp mà sẽ gì ạ? Copy dữ liệu từ cái thanh ghi này qua cái thằng thanh ghi này. Còn về ngoại vi là gì ạ? Nó chỉ cho chúng ta xét rồi là cái thanh ghi này ghi thôi, viết không cho thôi thanh ghi này đọc. không cho viết Đúng rồi. không cho đọc nó chỉ viết thôi Đúng rồi, đúng rồi. Nên ở đây anh nên sửa lại đây là diện thành 3 thôi ha, mà thôi như vậy cũng được rồi ha. rồi Rồi. chỗ đó mình nhớ là chỗ đó thằng set bốn nó là điểm set bốn Đúng rồi. tại vì số 3 đó là mình điểm set bốn của mình đấy mình đọc giá trị set bốn Thì ở đây anh lưu ý cái đoạn này một cái anh chỉ cần lưu ý cái đoạn này thôi nha là gì ạ? Khi mà làm mốt bớt á là nó bị lỗi ở đâu á, thì mình phải ngắt ra mình xử lý từng đoạn trước bởi vì cái thằng mốt bớt nó có nhược điểm là đọc nối tiếp, đọc xong ghi hoặc ghi xong đọc á. Đó, mình phải xử rồi lý như vậy. Một cái vấn đề quan rồi trọng nữa là em dặn luôn là toàn bộ gì ạ? Toàn bộ những cái phần luyện truyền thông chứ không phải là thằng mốt bớt nha. Thì bắt buộc phải có rồi error để đọc status rồi xong từ status thì mình bắt đầu mình qua cái phần help á. Bắt đầu mình rồi tra xem đó. Như hôm nay em xử lý cho anh hai việc. Việc thứ nhất là gì ạ? đọc Trong cái thằng help lỗi vô nhìn thấy 818C đó là biết thằng này bị gì rồi, 8280 là 8200 bị gì, bắt đầu mình mới đi xử lý từng cái được. rồi Rồi. Rồi phần này anh có rồi gì nữa không? rồi phần này là ok rồi Nguyên ơi hiểu rồi á Anh cần hỗ rồi trợ rồi gì thêm các phần khác không? có một phần đó Nguyên có phần là cái phần mà Huy làm cái chỗ mà phân quyền cài đặt phân quyền cho nó trên hai máy Nguyên Phân quyền đó nếu hả? như mà mình ở cái phân quyền mà cài đặt bất buộc đó Dạ. thì Huy đang bị là khi mà mình chạy chạy mô phỏng á thì nó vẫn cho mình phân quyền vẫn cho mình vô cài đặt vô rồi về mình là cài đặt